đi mua thuốc lá giúp ba thì con có tạo nghiệp gì hay không? Thời Đức Phật ấy, có một vị sơ quả Tu Đà Quần, sau này cái vị thánh cư sĩ này đó, đi lấy chồng, và chồng làm nghề săn bắn, làm nghề săn bắn, và cô vợ có trách nhiệm là phải chuẩn bị tên cho chồng, phải chuẩn bị vũ khí cho chồng. Thì Đức Phật nói rằng người vợ không có lỗi, bởi vì đó là cái bổn phận của người vợ, bổn phận của người vợ. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu đó là do cha mình nhờ mình đi mua thuốc, đi mua thuốc lá, thì đó là bổn phận của người con, phải làm theo thôi. Thì khi đó đó mình không có lỗi, chứ không phải là mình đi chủ động, mình đi chủ động mình đi mua thuốc về cho cha hút, thì nó lại là việc khác. Sẵn đây sư nói luôn, quý vị Tết nhất tới nơi rồi, có tặng cái gì đó thì làm ơn đừng có tặng thuốc lá, đừng có tặng rượu, bởi vì khi chúng ta tặng mấy thứ đó đó là chúng ta đang tặng thuốc độc, và chúng ta bố thí mà cái kiểu đó là cái sự bố thí đi địa ngục. Có một vị sư vị đó thấy mấy cái anh mà Phật tử làm việc cũng mệt, thì vị đó mua mấy cây thuốc lá rồi cho mấy ảnh. Chứ không có nói gì về giới luật ở đây. Nhưng mà cái vị trưởng lão đó, một vị trưởng lão khi vị đó thấy đó, mới kêu vị sư này lại và quở, nói rằng thà đó, thà anh cho tiền họ đó, vậy mà nó nhẹ tội hơn. Anh cho tiền họ đó, thì họ muốn mua cái gì thì họ mua, còn anh đi mua thuốc lá anh cho họ đó là anh đang cho thuốc độc họ, anh đang đầu độc, và cái đó là cái đi địa ngục. Thành ra mình phải cẩn thận ha, phải cẩn thận.